Vâng, nhưng đúng là hôm qua là lỗi của đồng chí Thao. Hôm qua anh có chuyển khoản cho bên tôi đầy đủ. Anh nguyện vọng của anh lấy cái thằng chim nó đang bón để anh nuôi chim khách. Hôm qua là tôi có thú thật là tôi nhẽ là tôi chuyển cho anh luôn thì không nhầm được, nhưng tôi lùi lại một hai hôm ấy là tôi nhiều đơn quá, tôi mất tập trung, tôi gửi cho anh cái chim nó biết mổ rồi. Thì hôm nay là tôi hứa là tôi gửi cho anh một đôi chim bón chuẩn chỉ xuống, còn cái đôi chim mổ đấy anh gửi quay lại Hà Nội cho tôi đăng cái video này, tôi để cho anh em khác nuôi cái đôi đấy. Nhưng anh cứ ghi cái số người nhận là anh Khương ở 0942089769, tôi nhắn tin cho anh đấy. Ngày Tết thì để cho cái việc đấy thì nó vội, tôi cũng thành khẩn nói với anh một lời xin lỗi. Cũng không có gì đâu anh ạ, nhưng mà đúng là thật sự để mà nhìn thấy con chim là nó đã biết mổ rồi, cườm nó đã đang có rồi là tôi không thích, nó là nói thật, vì là thích là mình phải chăm bón nó từ nhỏ thì nó mới thân thiện với con người, nó mới dễ chơi. Đúng rồi. Thì tôi ở trong Nam này tôi cũng đã từng mua cái giống chim của anh bán cho Huế cô gái ở Thủ Đức đó, tôi cũng nuôi rồi anh hiểu không, nhưng mà đôi chim đó thì tôi lại vẫn đang để trong Nam, cho nên về quê lần này về quê Tết chơi Tết thì tôi cũng muốn nuôi lên một đôi để ở nhà cho ông chơi thôi, chứ Rồi còn ok. cái chim mà đã biết bay rồi thì nói thật ra anh mua ngoài thị trường đầy chim bẫy mà nó không dặn người là tôi không thích, cứ tới gần tới lòng là nó tạt thành vạch lông ấy, nó đâu có mượt, nó đâu có đẹp đâu, Vâng, nhưng mà cái nó là nó có vạch đôi của vàng. tôi hôm qua tôi gửi cho anh thì nó vẫn là chim nuôi, nhưng mà ý là cái nguyện vọng của anh nó là hàng chim bón, Vâng thì cái này là tôi nhầm, thế tôi gọi điện cho anh chị vâng vâng nói một lời anh thông cảm đấy tôi thôi. cũng không có Vâng, gì đâu anh Thảo ạ, vâng. và Hôm cái nay sự lầm tôi lẫn thì nó sẽ có, nó không anh ạ. gửi chuẩn chỉ cho anh, còn người của anh cứ gửi trước khi gửi báo cho cái đồng chí văn phòng cho tôi là được, thế thôi nhá. Và cứ điện cái số điện thoại đó là được cái vâng thôi vâng gì vâng nha. báo vâng báo cho người ta một tiếng thì người ta chủ động ra nhận ở Hà Nội. Cái đôi đó thì hôm nay anh lấy cái đôi bón này anh nuôi cho chim khách thì nó hợp lý hơn mà đúng yêu cầu của anh nhé. Vâng, ok. Hôm nay là gửi cho anh là về Thanh Hóa đúng không? Vâng, ok anh. Chào anh nhé.